Thưa quý vị, mục cùng suy ngẫm báo nhân dân số ra hôm nay có bài viết Trách nhiệm phát triển văn hóa nước nhà. Hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua đã tác động đến tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên nhân dân với nhiều tầm mức khác nhau trong bối cảnh hiện nay khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra những biến chuyển mới nhanh chóng tác động mạnh mẽ toàn diện đến cuộc sống phương thức làm việc tư duy và giao tiếp của mỗi dân tộc từng người từng gia đình thì cách thức bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa trong thời đại kỷ nguyên số lại càng đòi hỏi cách tiếp cận nắm bắt và thông tin mới bởi lẽ đó mà rất nhiều cán bộ đảng viên đã tiếp thu thông điệp của hội nghị văn hóa toàn quốc với tâm thế sẵn sàng trước những thử thách mới Mục sự kiện bình luận trên báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày hôm nay có bài đi tìm những trọng tâm phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Nếu lấy từ cột mốc mở cửa trở lại vào tháng 10 thì hầu hết các chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo, chỉ số vốn đầu tư, hoạt động thương mại dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh đều tăng mạnh, nhưng đặt trong tỷ lệ so sánh cùng kỳ năm trước, nhất là rơi vào 3 tháng đỉnh dịch, tất cả đều giảm, giảm sâu ở mức trên dưới 50%. Điều đó cho thấy nội lực và sức bật của thành phố nếu được tập trung đầu tư đúng và mạnh sẽ phát huy hiệu quả không chỉ cho thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả khu vực trọng điểm Việt Nam. Đây không chỉ là lời giải cho bài toán phục hồi kinh tế mà cả hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Thưa quý vị, hôm qua ngày 1 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thời gian cho học sinh đi học trực tiếp trở lại sau thời gian ngừng đến trường học trực tuyến vì dịch Covid-19. Cụ thể, giai đoạn từ ngày 13 đến ngày 25 tháng 12, các trường tổ chức dạy học trực tiếp với tất cả học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12. Trong đó, từ tuần thứ 2 sẽ áp dụng cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Để thực hiện giai đoạn đầu theo thời gian nói trên, thì trước ngày 5 tháng 12, các trường tổ chức họp phụ huynh. Ngày 8 tháng 12, tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Ngày 10 tháng 12, các trường tổ chức sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường học trực tiếp. Căn cứ kết quả này và tình hình dịch COVID-19 sẽ xem xét và quyết định việc tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Năm 2021 đang dần khép lại với những gam sáng trong bức tranh tăng trưởng kinh tế. Việt Nam đang nỗ lực vươn lên trong thử thách của đại dịch COVID-19. Báo Lao động dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, bức tranh kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm 2021 đang tiếp tục phục hồi, tăng trưởng tích cực. Tính chung 11 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy các xu hướng tự động hóa và số hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ hỗ trợ sẽ càng được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp tìm những hướng đi mới hiệu quả hơn để hoạt động trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ. Tại Việt Nam hiện nay thì dễ dàng có thể mua bán tiền mã hóa thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trên thế giới. Cùng với sự phát triển của các sàn giao dịch tiền mã hóa thì các ví điện tử lưu trữ tiền mã hóa cũng ra đời. Tuy nhiên do thiếu sự kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước nên xảy ra rất nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Trong quá trình giao dịch tiền mã hóa, quyền lợi của nhà đầu tư không hề được bảo đảm. Các vụ lừa đảo của sàn giao dịch, thổi giá hay là hack tài khoản khiến cho nhiều nhà đầu tư lao đao mất trắng số tiền đầu tư. Đã đến lúc các cơ quan quản lý nhà nước cần xem xét, cân nhắc để có những giải pháp cụ thể kiểm soát hoạt động giao dịch tiền mã hóa. Thưa quý vị, trên báo Kinh tế đô thị số ra ngày hôm nay có bài viết Doanh nghiệp loay hoay chuyển đổi số. Chuyển đổi số đang được đánh giá là giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua khủng hoảng của đại dịch Covid-19. Theo đó, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số cũng được xem là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay. Tuy nhiên, hiện nay thị trường đang thiếu những đơn vị tư vấn tổng thể chiến lược về ứng dụng chuyển đổi số trong tất cả hoạt động của doanh nghiệp điều này dẫn tới việc các doanh nghiệp vẫn đang loay hoay trong việc đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi như bắt đầu từ đâu thực hiện số hóa cái gì trước cái gì sau nên lựa chọn những ứng dụng công nghệ nào